Lâu nay đã có rất nhiều anh em thắc mắc rằng để đánh giá một chiếc máy tính thì một người reviewer cần chuẩn bị những gì nhỉ? Máy đo nhiệt độ này hay là màn hình này? Và kèm theo đó là những cái phần mềm mà giúp cho mình có thể hiểu được những cái phần cứng bên trong hoạt động ra sao ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một phần mềm rất là quen thuộc luôn để cho các bạn có thể theo dõi cũng như là biết được là máy mình nó hoạt động như thế nào. Ok, không dài dòng nữa, hãy cùng bắt đầu vào video thôi. Đây, bạn nhìn những hình ảnh này đi. Quen không? Đó, không đâu khác, đó chính là MSI Afterburner. Ngày hôm nay mình cũng bỏ qua những cái chuyện mà nguồn gốc, gốc gác của nó được hình thành từ đâu đi. Mình hãy đến ngay phương pháp sử dụng nó luôn. Ok, bắt đầu thôi. Rồi, và để download phần mềm này, các bạn chỉ cần search MSI After. Đó, nó ra hiện luôn nè, Afterburner nha. Bạn bấm vô vào trang web của nó và tải xuống thôi. Ngày xưa các bạn, mình download mình phải kéo tí xuống dưới hết intro này nè, đó hết cái phần mà trang web thiết kế đẹp như nè mình có thể tải được. Nhưng mà bây giờ thời thế thay đổi rồi, công cụ này quá mạnh, quá hiện đại cho nên là ai cũng cần thiết cả. Cho nên là ok, MSI cho phép vừa bật vô trang web đã được luôn. Rồi đây, sau khi mình nói xàm thì giờ đã đau xong rồi đây. Mình sẽ giải nén ha. Giải nén ha, add các on, add các on. Rồi, mình đã ra được bảng setup rồi. Setup thôi. Agree nha, mặc dù mình chưa đọc đâu nhưng mà mình cũng phải agree. Và sau khi cài Afterburner, nó sẽ có một cái phần mềm phụ, nó gọi là Revaturner. Thì nó sẽ là một cái giống kiểu là một cái monitor ảo các bạn. Khi mà các bạn hiện thông số ở bên góc trái á, thì nó cũng là cái chức năng khi mà mình cài cái Afterburner và sau khi cài Revaturner này luôn. Rồi đây, mình setup xong rồi đây. Giờ mình vô thiết lập nha. Đây, đây là giao diện của MSI Afterburner ha. Nó chỉ chiếm một góc nhỏ vậy thôi. Mình có thể đổi giao diện được cho các bạn. Các bạn không thích thì các bạn kéo xuống hết đây. Vào phần User Interface. Đó, ở dưới này nó có phần skin này. Đó, các bạn chọn quá trời luôn, có hết đó các bạn. Đó, rồi, các bạn bấm apply thôi. Và bây giờ mình sẽ vào phần chính ha. Phần chính của nó ở đây. Đầu tiên là vào General. Nếu mà máy của bạn nó có hai card, một là card của nhà Intel, hai là card RAID, thì các bạn hãy coi nó xứng với lại tên nào ha. Ví dụ ở đây, card GTX của mình nó nằm ở GPU 1. Thì lát nữa mà mình không muốn cho hiện GPU 2 á, thì ok, mình lát nữa mình nhớ nha, chỉ hiện GPU 1 thôi. Và phần thứ hai không kém phần quan trọng, đó chính là phần monitoring khi mà các bạn hiện bên góc trái màn hình đấy ha. Đầu tiên đó chính là phần nhiệt độ của GPU. Thì nãy mình chọn GPU 1 đúng không? Thì đó, mình chỉ nhớ những cái nào mà có GPU 1 thôi. Đây, temperature, nhiệt độ, các bạn bấm vào show in on-screen display. Cái usage này nè, cũng là dung lượng, là nó ăn bao nhiêu phần trăm đó, cũng bấm vô luôn. Tiếp theo đó chính là memory usage. Thì là cái mà ăn mấy RAM á, của cái VRAM. Rồi, bấm vô. Rồi, tiếp theo đó chính là qua phần CPU ha. Thì ở đây các bạn cũng có thể coi được là con chip này có bao nhiêu nhân luôn. Đó, thì đây nó có 12 nhân, đúng rồi. Và ở đây các bạn chọn cái phần mà nó có CPU 0 á nha. CPU 0 là cái mà cái tổng quan luôn á. Đó, CPU temperature, chọn nhiệt độ. Các bạn bấm vào show in on screen display. Đó, và sau khi đó các bạn chọn RAM usage ha, là nó ăn RAM bao nhiêu, game nó ăn RAM bao nhiêu. Rồi, cái quan trọng nè, cái để hiển thị FPS, nó chính là các bạn bấm vào frame rate ha. Thì frame rate nó có hai loại, các bạn có thể hiện text kiểu như là nó sẽ có 60fps, xong rồi 59 này nọ. Nhưng mà ngoài ra nó sẽ còn vừa text vừa graph, là có nghĩa là ví dụ các bạn đang chơi ha, các bạn lên 65, các bạn xuống 64, các bạn xuống 63, nhưng mà các bạn không nhìn, các bạn chỉ cần nhìn cái đồ thị ở dưới thôi. Đó, nó chạy lên xuống để cho các bạn biết là chơi game này nó sẽ FPS nó dao động hơi bị nhiều. Thì đó, các bạn bấm vô phần text và graph. Hoặc là các bạn chỉ muốn hiện graph thôi thì hiện graph, hiện cái biểu đồ thôi đó. Còn không thì cứ hiện chữ thôi, kiểu 60fps, ừ, biết 60fps. Đó, cái nãy mình chưa nói nữa, đó là CPU usage, là nó ăn bao nhiêu CPU, ăn bao nhiêu phần trăm ha. Rồi, và sau khi đó, nếu mà chọn những cái thông số mà các bạn cần thiết để theo dõi rồi, thì các bạn bấm Apply. Rồi, Apply. Sau bấm OK. Rồi. Và phần mềm thứ hai mình cũng giới thiệu cho các bạn, đó chính là phần mềm Revaturner. Thì nó sẽ giúp cho các bạn hiển thị thông số bên góc bên trái đó. Thì trong phần mềm này các bạn quan tâm hai thứ, đó chính là cái phần mà hiển thị với kích thước bao nhiêu. Ở đây nè, phần là phần Display Zoom.
Rồi, và nếu mà các bạn mà tập trung chơi game á thì các bạn lâu lâu nhìn á thì các bạn hãy để nhỏ nhỏ thôi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thông số nó liên tục thì ok, các bạn hãy để cho nó lớn lớn hơn tí, cỡ 1/3 hay là 2/3 cái thanh này nè. Rồi, và ngoài ra các bạn có thể chỉnh được vị trí của nó ở đâu. Là các bạn bấm vào phần đây, ở đây là trục X, còn bên này là trục Y. Đó, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Hay mình để về mặc định ha, 1/1. Rồi, đó. Và cái thứ hai đó chính là phông chữ. Muốn lấy phông chữ thì các bạn bấm vào kế bên cái chỗ mà raster 3D nè. Đó, các bạn nhìn xuống, các bạn sẽ thêm được phông chữ. Các bạn chọn phông chữ mình yêu thích ha. Rồi, chọn thêm New Roman đi. Một đi. Đó, nó sẽ ra thay đổi cái preview sẵn cho các bạn nè. Đó, nó ra cái số là 60 mà theo phông Time New Roman Unispace. Đó, đây là phông gốc rồi đó. Ok, và các bạn đừng bấm X nha. Nhớ, đừng bấm X. Bấm Minimize thôi, nó sẽ tự vào cái thanh Stray này. Nó không có khiến cho các bạn khó chịu gì đâu. Và các bạn vào game thôi. Rồi, và sau khi vào game, sau khi load cái phần intro thì tự động MSI Afterburner nó sẽ hiện bên góc trái cho các bạn. Và nãy mình chỉnh cái thước là 2/3 cái thanh đó cho nên là nó cũng hơi to đúng không các bạn? Nhưng mà làm vậy sẽ dễ dàng cho các bạn thấy được hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn đọc thông số này ha. Và các bạn hãy đọc thông số theo hàng ngang. Hàng ngang sẽ là thông số của một bộ phận. Ví dụ như là hàng đầu sẽ là bộ phận GPU. Hàng thứ hai sẽ là CPU. Hàng thứ ba là RAM. Hàng thứ tư là FPS. Hồi nãy mình để FPS đây là text cho nên là nó chỉ hiện text thôi. Ok. Và đây khi mà mình vào game ha, thì đây là nhiệt độ của GPU, nó là 61 độ. Đây là dung lượng của GPU, nó ăn 99%. Và đây là dung lượng VRAM của GPU ha, nó sẽ ăn là 2GB chính. Đó, cũng tương tự như là CPU luôn, ở đây nó sử dụng 63 độ C rồi. Và nó chỉ dùng 20% hoặc là 23-27% thôi. Đó. Và do game này khá nặng cho nên là mình thấy là FPS nó cũng tụt giảm. Và với đồ họa cũng phải nói là rất là đẹp mắt. Game thế giới mở mà các bạn, cho nên là FPS như vậy là cũng không có gì phải chê đâu. Và vừa rồi mình đã giới thiệu cho anh em phần mềm MSI Afterburner. Và khi mà các bạn sử dụng phần mềm này, các bạn cũng đã nắm rõ hơn về em máy của mình ha. Hiểu rõ hơn về thông số của máy này. Và đồng thời đó, các bạn sẽ được thiết lập trong game sẽ được dễ dàng hơn và giúp máy hoạt động ổn định hơn đúng không? Và đó, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, đừng quên để lại ý kiến các bạn trong phần comment bên dưới nha. Nếu thấy video hay, đừng quên like, share, subscribe cho kênh Thế Giới Laptop. Và bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.